bị thất thoát hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như tính theo mặt bằng giá là 4.500 đồng cho 1 mét khối, thì hàng ngày thành phố mất trên 2 tỷ đồng do lượng nước thất thoát này. Công tác chống thất thoát nước ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi các ngành chức năng phải có phương án khoa học, bởi thất thoát nước góp phần quyết định giá thành sản xuất nước. Vì hiện nay, cấp nước Gia Định đang triển khai thí điểm thực hiện chống thất thoát nước trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh, bước đầu đã đạt được hiệu quả. Phường 25 quận Bình Thạnh hiện có 1.411 đồng hồ nước, chiều dài ống nước hiện hữu trên 7,3 km, mức tiêu thụ khoảng 48 mét khối nước một đồng hồ mỗi tháng. Theo đo đạc, mỗi tháng lượng nước thất thoát trên địa bàn này tương đương 50.000 mét khối, tức bằng 60% lượng nước tiêu thụ trên toàn địa bàn. Trong hơn một tháng qua, chương trình chống thất thoát nước do chính phủ Hà Lan và công ty cấp nước Vitens Evides hỗ trợ đã được triển khai tại khu vực này và bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Lượng nước thất thoát giảm còn 15%. Cắn đặt các giải pháp là phân vùng cách mạng và triển khai các bước giải pháp kỹ thuật, thì trong đó là dò bể ngầm, xử lý các điểm bể ngầm mà không phát hiện, rồi đánh giá lại các tiếng ống cụ mục có các tần suất mà bể nhiều. Chương trình giảm thất thoát nước của chi nhánh cấp nước Gia Định được xây dựng đến năm 2013. Mục tiêu giảm thất thoát hàng năm chỉ ở mức 1-2%. Một trong những khó khăn trong quá trình chống thất thoát nước chính là nguồn vốn và thủ tục đầu tư còn hạn chế. Gần 200 km là cụ mục. Đòi hỏi để thực hiện này thì phải đánh giá toàn bộ, rồi chúng ta đầu tư cải tạo lại và có phương pháp làm như dùng thí điểm, là tức là xây dựng DMA, thì đòi hỏi là cái vốn đầu tư cũng khá cao. Thời gian cấp phép đầu đường và xin thỏa thuận mặt bằng thì nó cũng tốn khá nhiều thời gian. Trước mắt, dự án chống thất thoát nước hợp tác với chính phủ Hà Lan triển khai trên địa bàn quận Bình Thạnh kéo dài đến năm 2011. Hiện nay đang triển khai cái vùng ở phường 27 và 28, tức là cầu Kinh Thanh Đa. Sau đó thì sẽ triển khai tiếp cái phường 26 là cái phường trọng điểm. Thất thoát nước là vấn đề xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tôi nghĩ chúng ta nên chống thất thoát nước một cách đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những dự án cải tạo, hoàn thiện mạng lưới, chương trình USP của chính phủ Hà Lan sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực quản lý mạng lưới cấp thoát nước, quản lý khách hàng và tay nghề của lực lượng sửa chữa. Hiện nay, giải quyết bài toán chống thất thoát nước đang là ưu tiên hàng đầu của ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh. Bởi bên cạnh chi phí triển khai mở rộng hệ thống cấp nước đến những nơi chưa có nước máy, thì thất thoát nước cũng là một trong những yếu tố quyết định đến giá thành sản xuất nước sạch. Thu phí giữ xe cao gấp từ 3 đến 5 lần